Ok, hello. Xin chào tất cả anh em nha. Chiều rồi đây anh em ạ. Đấy, bây giờ mình lại bắt đầu là ra thả lưới để đánh tiếp đây anh em ạ. Đấy, bây giờ mình ra đánh hú trước rồi bắt đầu mới đánh gà với cả trích sau anh em nha. Đấy. Đây bây giờ chiều đến gió to thật anh em ạ. Lại có cơn mưa đen đen ở đằng kia rồi anh em kìa. Đấy. Thế bảo thời tiết nó bảo tối nay mưa đây anh em, còn chả biết là có mưa không. Bây giờ đang gió to lắm. Đấy. Chuyển thôi anh em. Tối rồi. Chiều hôm qua của mình mưa gió giật linh đình anh em ạ. Kinh thần. Đổ mất mấy treo lưới, rồi mất mấy cái cọc hú anh em này. Hú cao. Cái cọc hú cao đây anh em ạ. Đổ mất mấy treo. Đây là đánh thêm một cái loa check ở hú nữa anh em. Thế là hai check một phóng nhá. Đấy, gọi thế cho nó tít anh em phải không? Chắc một phóng luôn. Giật thế cho nó tít. Chiều nào cũng có rông gió anh em ạ. Chiều nào nó cũng có rông gió này. Rông gió xong nó im luôn thì đánh gì này. Tuyệt vời luôn. Nhưng mà rông. Nó rông thôi nhưng mà nó không mưa thì gió cả đêm luôn thì nhập mát anh em ạ. Đấy. Trích vài ba buổi này kém lắm anh em ạ. Buổi tuần được 3-4 con với 2-3 con thôi anh em. Ít lắm. Mắt đỏ chẳng nghịch lúa của mình tốt nó không bay mấy. Đây này, tối qua mưa đầy nước rồi anh em ạ. Đấy chưa? Đây là đổ mất mấy chân lưới. Cay thật anh em ạ. Gãy. Gãy cọc đấy. Cái cọc hú mình cắm cao là nó gãy cọc ấy. Bây giờ phải cắm ngắn lại. Đấy. Ruộng của mình đầy nước luôn anh em này. Nhìn thấy không? Cắm ngắn tí mà. Nghiêng ngả hết rồi. Đấy, chắc phải mai mới cắm lại được anh em ạ. Rồi. Giờ ra đánh nốt gà đây. À, ra đánh trích với ở gà đây anh em ạ. Đấy, tối có thế nào thì quay tiếp cho anh em xem nhá. Rồi, nó vừa về ăn cơm lúc sau anh em ạ. Đấy. Vừa mình soi ra những dọn kia kìa anh em kìa. Đây này, chỗ gần đó gà này cũng một con lông vàng vàng, chắc là con gà anh em ạ. Đấy. Giờ xuống nội coi nó vừa về ăn cơm lúc. Mình vừa ra đây còn nó vừa về ăn cơm được một lúc ấy mà. Con này nó ở gần lo gà dưới ruộng anh em, phải mặc con ủng đi thăm luôn một thể. À, nó ở đây nó soi được một con hú này anh em này, thấy chưa? Đấy. Đấy, một con hú đây anh em ạ, đây là. Đấy. Sắp tối được một hú này anh em này. Đấy. Thấy chưa? Rồi đây xuống bắt con gà kia đây. Chắc chắn là con gà rồi anh em ạ. Đấy. Anh em ăn cơm chưa? Đấy. Mình vừa ăn cơm xong mà. Nó bắt đầu bây giờ ra để cho nó còi nó về để nó ăn cơm mà. Thế mà lúc nó mới ra tiếp. Đây mình đứng trên đường mình kia thôi. Sau một vòng mình đứng trên đường kia thấy con gà nó ở dưới này này anh em ạ. Đây là con gà nó ở dưới này này anh em ạ. Đây là xa quá. Anh em không soi nhìn thấy được anh em ạ. Cọc thứ ba là anh em này, anh em nhìn không? Đấy, thưa đây đấy. Xin lỗi phát. Thẩm tối gió to thật anh em. Thẩm tối gió to thật anh em. Chiều nay chỗ mình lại không mưa nhưng mà bây giờ đang gió to lắm. Đấy, gió to hơn là to luôn. Tăng phong lên này, anh em nhìn nước mưa lên này. Đó, cái quả dừa này
chắc là cái đó cái này chắc là tầm đêm đêm là hết thôi anh em ạ. Đó này tầm đêm đêm là hết rồi đó này. Hú hú đã được một con rồi anh em ạ. Này con gà này anh em. Chỗ này mình đánh cả mắt đỏ. Chẳng nghịch. Hai tính gà luôn anh em ạ. Đây nè, gà này. Ồ, gà mái anh em ạ. Con này gà mái anh em. Đấy, đứng trên mình kia thấy đó. Đứng dỡ luôn. Gà mái. Sập tối rồi anh em nha. Cái loại gà là hay được tầm sập tối lắm anh em ạ. Đấy, nên anh em đang sướng rồi nha. Tầm 5 giờ là anh em đánh rồi. Đúng chưa? Gà mái nè. Gà mái anh em ạ, con này gà mái. Đó, một gà mái nhá. Thấy chưa? Gà mái. Nông lưng này, nông lưng vàng hết này anh em nhìn đây này. Đó. Chân khô đét luôn. Nó con này tính từ lúc nào ấy anh em ạ. Chân nó khô cong luôn. Đấy. Chiều mình bật tiếng lên thấy hai đôi gà nó trao đảo ở đây rồi. Bật tí nên một lúc đấy, tầm 5 giờ mình ra mình bật. Đấy, no gà này, đánh một chép một phóng anh em ạ. Đấy, một hai con gà nó trao đảo đây rồi. Tôi mở tủ cái dính ngay, chết ngay. Nằm ốc bìu phết anh em ạ, đây nè. Ốc bìu đấy. Đấy. Gió to kích người anh em ạ. Chống móm rồi phải không anh em? Đấy. Một gà một con hương nhá. Con gà mái này to phết đây anh em ạ. Đây là con gà mái to phết đấy. Đấy, có hương đây. Con phết đấy. Đấy. Sao thử xem trên này còn không? Trên này hết rồi anh em ạ. À, sao chẳng nghịch trên này. Hôm xưa gió to đổ mất mấy cho lưới anh em ạ. Gãy mất 4-5 cái cọc luôn. Chủng hết lưỡi rồi anh em. Cái chiều hôm kia đấy. Còn chiều hôm nay lại không mưa. Chiều hôm nay không mưa, bây giờ đang gió thôi. Đấy, cả chân đi cái này. Nhưng mà cái dòng chim nhỏ dạo này nghe kém kém hay sao anh em. Con gì vừa thoát này anh em này. Anh em nhìn thấy lưới nó xoăn chưa? Đấy anh em nhìn thấy lưới nó xoăn rồi. Đấy chắc chắn là con thằng này chỗ này nó thoát ra luôn anh em. Chắc chắn luôn. Đấy lưới nó co vào như này này anh em này. Đấy. Chỗ đấy là bị một con thằng này nó thoát rồi đấy anh em. Đấy, lưới nó xoăn hết như thế mà. Bây giờ trên này có một con anh em này.
trên này cũng có thằng nghịch này anh em này. Đấy, con này lao cũng gần anh em ạ. Đấy, gần noa mà đây này. Thằng nghịch này. Đấy, mất một con ở gần noa đấy anh em ạ. Đấy, xoắn hết cước ở gần noa. Thằng nghịch hôm nay đi sớm này, không biết là mai thế nào anh em, không biết sáng ra thế nào. Một gà, một thằng nghịch với cả một cò hương rồi anh em ạ. Đấy, gỡ tiếp thôi. Đấy. Mình đánh hai tiếng gà luôn. Đấy, gà của mình phải là loại mắt lưới 8 phân anh em ạ. Sợi cước 20 nhưng mà nó phải dai, phải tơ anh em thì mới bắt được gà nhá. Đấy. Nhiều anh em kể bà là bắt lưới xin pha gà thì vẫn sảy. Nạ thật. Đấy. Gà nó đạp kinh lắm anh em. Mình đang bắt nước vào này anh em. Không biết con gì anh em. Toàn ốc bươu thật. Đây này, toàn ốc bươu to rồi. Còn nó bươu to rồi. Dành dành là bắt đi gốc rồi mai về sọc sọc ớt đấy. Giờ mình khu ở cái đám này sẽ có cái này mà nó bay lên. Khu cái đám này của mình. Từ trong bụi rậm ra đấy anh em ạ. Đấy, mất chạy luôn. Con lưới đầu này mất chạy. Con gà đực anh em ạ. Gà sống non anh em. Đây nào. Đấy con gà sống non anh em ạ. Đây này. Anh nhìn rõ không? Đấy. Vẫn chưa có mào anh em ạ. Hơi nhú rồi. Sống non. Ủa chân nó to thế. Lai bảo sao đạp lưới chả rách phải không anh em. Đấy lông đẹp chưa nào. Lông đen đen hoa hoàn hoàn này anh em ạ. Đấy, đẹp chưa. Đấy. Đấy. Mình biết ngay mà mình đánh ở loa đây này. Đấy là bụi rậm anh em này. Đấy chưa. Đây này. Đấy, cu cậu về, cu cậu thích vào đây anh em ạ. Và lùa phát chết luôn anh em. Nó có một đám bé thôi mà. Và lùa phát chết luôn mà, nó bay ra ngay. Hai bên của mình là quây hết lưới rồi. Đấy. Mình lộ thẳng lên nó còn hú nữa xem thế nào anh ạ. Sẩm tối gió to thật đấy nha. Con chằng nghịch là chết nghèo rồi anh em ạ. Đây này. Rồi con chằng nghịch là chết nghèo rồi. Bố khỉ anh em. Nhanh chết thế nhở. Sẩm tối được thế này là ngon rồi anh em nha. Ruộng trũng người ta không cấy được nên người ta bỏ đây nha, trũng lắm. Mình nội gần tới đùi của mình mà đùi đấy.
Ú giờ này chưa bay anh em ạ. Mình có đánh một chép một cháu này nhìn nhé. Ú giờ này chưa bay đâu anh em ạ. Nó chắc là tầm 2 giờ sáng với cả tầm gần sáng là bay mạnh nhất. Đấy. Chắc thằng còi nó được một con kia là cái con nó ở gần đây mà. Nó bật bật tiếng lên là nó vào mà. Đấy. Cất chim đây các bạn. Đấy không nha. Đấy. Nội đi cất chim là phải khóa xe cẩn thận ngay, không thì xấu ngay các bạn. Đấy, nhiều anh em ra đồng lộ chúng giữa chim mà bỏ xe trên đường mà mất đấy anh em ạ. Đấy, cẩn thận vào anh em nhá. Đấy, ra đồng anh em mình đã vất vả rồi đấy. Anh em mình ra đồng đã vất vả rồi lại còn mất của nữa phải không nha. Đấy, sôi sốc đã anh em ạ. Đấy, con chằn nghịch này chết bố rồi anh em. Vừa gỡ xong cầm một tí cái tay đã chết rồi. Đúng rồi, tôi con điên đấy. Đấy, một đôi gà anh em này, thấy chưa? Một trống một mái nha. Đấy, một trống một mái anh em ạ. Thấy chưa? Anh em nhìn đi. Đấy, sùi sốc, chốc nữa đầy túi, phải không anh em? Đấy, chốc nữa đầy túi. Này là đi này là sớm đấy anh em ạ. Mỗi hôm mình được có một con thôi. Đấy, thằng còi ấy đang ra là anh em này. Có cầm chai nước ra không? Có đây, một chai đây. Được cái con gì mà mặc quần ủ vậy? Gà. Gà, mấy gà? Ừ, được một đôi. Con gì đây, hú à? Trên kia vừa gỡ được hai hú xong. Úi dồi ôi. Cua cây hú. Hai hú này anh em này. Hai hú được luôn. Đấy, nhưng mà mình vừa ở đấy xong nhá. Mình vừa soi đấy xong ra đấy anh em ạ. Đấy, mình vừa lội ở dưới ruộng lên đấy. Nhưng mà mình không cua trên cây. Mày đi qua mình, mày cua trên cây à? Đi qua vị ga bóp còi đủ kiểu. Nó bóp ra chứ. Đấy, sôi sốc. Thế này hôm nay là hú đi sớm đấy anh em ạ. Đấy, thì hôm nay là hú đi sớm đấy. Quá sớm luôn. Ngay lúc chiều đi ra thấy mấy đôi gà nó bay. Xong là hú này lại kêu nữa. Đấy, xuống kia kìa. Đôi gà mình nữa đâu nói thử thôi. Ừ. Kìa nó được loài. Mấy đôi gà bay xong là hú thì kêu loạn xạ lên. Là sao tối nay đi sớm thế? Gió to. Bây giờ đang gió to quá anh em. Ba hú rồi nha. Ba hú chống tất. Bây giờ tầm 8 rồi anh em ạ. Chống tất đen xì hết rồi nha. Đấy, sừng sốc. Đấy, sầm tối. Bây giờ tầm 8 giờ rồi anh em. Anh em đã được con gì chưa? Tầm này anh em đã được con gì chưa? Đấy. Mình vừa cơm xong ra sơi sốc một vài em rồi anh em nhá. Đấy. Không biết ngày mai thế nào anh em ạ. Đấy. Anh em bảo lâu thỉnh thoảng quay đêm cho anh em xem đi. Nay mình mới quay đêm anh em ạ. Đấy. Còn con quay đuổi hú không? Rồi ok. Thế tình hình như thế anh em. Đêm đêm có gì thì quay tiếp cho anh em xem nha. Từ đã, vẫn còn nó ở trên cây đấy, cậu ơi. Đây nào. Vỗ tay nha, vù. Từ đã, nó lại sổ soạt trên cây đấy. Từ đã, đi ra đằng trước, đi ra đằng sau kìa. Cho nó cầm đất lên, đi ra đằng sau đi. Cầm đất đếm mạnh vào nha, để cho nó bay ra đằng trước đây. Hú là anh em này, hai con đang đứng rồi này, thấy chưa? Đó, thằng con đang cầm đến đây. Ôi, chạy ra, chạy. Rồi, ok. Rồi, ok. Nó đâm vào mạng. Đâm bên này anh nha. Đấy. Làm hú thật anh em ạ. Bây giờ bao nhiêu hú là 2 giờ đêm. Đấy. Đâm cao phết nha. Đây này. Cụ này nữa này anh em nhìn chưa. Đấy, cụ này đang làm chờ chết nè. Đấy chưa. Đấy. Cái này bị. Đấy, cụ đấy đang làm trò chết đây nè.
hai con bên này nữa cơ, hai con bên này nữa cơ anh em ạ. Con này gần ra rồi anh em ạ. Đây này. Con này gần ra rồi. Con này nó là con này này anh em ạ. Đấy, con đứng sát ra con đực. Con hú đực anh em ạ. Đấy. Con hú đực hết. Đấy. Con hú đực hết này. Yeah, 5 con hú đực hết. Con hú được hết anh em, đây là đang xì, thấy không? Sảnh bố mất một con chỗ này này anh em này, thấy chưa? Nhìn cái lưới nó là biết này này, nhìn cái lưới nó xô vào nhau này là biết này anh em này, thấy chưa? Đấy. Này, rách lưới này anh em này, rách một mảng to này anh em này, thấy chưa? Thấy chưa? Rách một mảng to đấy. Đấy. Chỗ đấy là sảnh một con đấy anh em ạ. Đấy. Đây. Thôi, về thôi anh em. Năm hú 2 giờ đêm. Nó đi chập. Nó đi chập lại mới cả chập cần sáng nữa. Đây là cái bọc này dính con gì này. Đâu? Có con gà lắm này. Đây này. Gà. Phi ngay xuống ngay. Nhanh. Nó có lên nhanh lên, nhanh lên nhưng nó ra mất này. Rồi, gà lại anh em ạ. Vừa ta lưu hú gà lại anh em ạ. Chơi luôn. Không cần bọc ủng chơi luôn anh ạ. Đây này. À chích anh em ạ, chích. À đâu gà chứ đây này. Anh em nhìn thấy không? Đấy, đang ra có hú gà luôn rồi anh em ạ. Đấy, chơi luôn, quần không chơi luôn anh em ạ. Dưng ơi cánh này nha. Dưng ơi cánh. Đấy anh em nhìn thấy không? Gà nhá. Gà đực anh em ạ. Đấy, thế là hai gà được rồi. Được chưa? Hai gà được rồi nha anh em nhá. Con này dính bọng cuối cùng luôn. Được chưa? Bỏ tướng. Đang ra ngó hú. Đấy. Rưỡi xong hú rồi chứ bắt đầu là soi xuống đây thì nó là nhảy. Đấy, đây này. Được 5 tên hú đấy anh em ạ. Đấy này. Chơi luôn trên đất xuống anh em ạ. Đó. Vườn hết quần chơi luôn trên đất luôn. Sợ gì phải không anh em. Đấy. Gà trống nào bọn cuối cùng. Gà trống ấy gà mái. Trống ạ. Đang lên nào. Làm hú này anh em ạ. Đấy. Đang đẩy. Đang mặc. Đấy. Được tầm 6-7 con bắt đỏ nữa anh em ạ. Mấy tí không anh em xem. Tầm 6-7 con bắt đỏ nữa anh em ạ. Đây này. Một gà trống một gà mái, con này là con thứ hai gà trống rồi đấy, hai gà trống một con gà mái, gà con mắt đỏ, nhìn có tướng anh ạ, tướng à, túi thủng à, túi thủng đây anh, đâu, đây này, ngập chân lên, ngập chân lên, túi thủng à, đây này, đây này, thế đâu xem nào, đây anh.
Úi giời, túi thủng rồi, hỏng ăn rồi. Vừa lấy buộc sâu không đây? Sâu mà. Thay túi rồi, tí nữa phải thay túi rồi. Cái này bảo rách cái gì? Rách mà vẫn cứ cầm ra làm cái gì không biết. Rồi. Còn con gà nào cũng đủ. Vẫn đủ ba con gà. Chích chưa được con nào anh em ạ. Đấy. Chích chưa được con nào luôn. Hú 8 con rồi anh em ạ. Hú 8 con rồi. Đúng chưa? Hú 8 con rồi. Con hú được chết, 8 con hú được chết anh em ạ. Đấy. Hôm nay chắc nổ mạnh đấy, bây giờ mới có 2 giờ thôi. Bây giờ mới làm một chập thôi anh em ạ. Còn sáng ra một chập nữa. Đấy, còn sáng ra một chập hú mạnh nữa cơ. Đấy, bây giờ tầm 2 giờ 10, đúng 2 giờ 10 luôn anh em ạ. Đấy. Nó ăn như chó cảnh, loa ở đây. Nó ở đây. Đấy, giờ vô phát chết anh em ạ. Năm 10 phút là gỡ sòn sòn găm ba con phải không nha. Đấy, đỡ buồn. Gỡ mặt đỏ cho đỡ buồn phải không nha. Nhìn cái dòng mắt đỏ này khi nào gần xong á, mình đánh thì nó mới nhiều anh em ạ. Đấy, bây giờ nó lúa của mình vẫn tốt quá. Nó ngại bay. Đấy, gọi về nó vẫn kêu ở dưới đồng ấy chứ, nhưng mà nó ngại bay lên. Đấy, khu nào anh em gật rồi thì nó được nhiều. Anh em trong Thanh Hóa các thứ đánh toàn vài chục hết anh em ạ. Anh em trong Thanh Hóa, Nghệ An đánh toàn vài chục mắt đỏ. Trong đấy nó gật rồi đấy. Trong đấy anh em gật rồi đấy. Ngoài mình chưa gật. Đánh núa vẫn tốt, núa vẫn rậm quá. Nên nó vẫn chưa được anh em ạ. Nó vẫn chưa được nhiều. Sáng là đồ hú tiếp anh em ạ. Đấy, thể dục mát sướng, mát mẻ sướng. Đấy. Cả đêm không được ngủ tí nào anh em ạ. Một con hú mái này anh em này. Một cuốn con này vào đi coi. Con dính mấy cái đầu không à? Cơn mưa to tướng anh em nhìn thấy không nào? Đấy. Cơn mưa to tướng anh em. Báo ngày hôm nay mưa đấy con chả biết. Con như ở đây đã. Con này dính mấy cái cánh không? Được rồi. Tí về giữa sau anh em ạ. Bây giờ lên lùa đã. Con bên đây luôn này. Sát đất rồi. Con bên này sát đất nữa anh em ạ. Đây là con bên này sát đất này anh em. Mở sáng khó quay quá anh em ạ. Đây, nét nó cứ nhập nhà nhập nặng đi. Lùa cây nó có nào được không anh em. Một con nào luôn. Hai con này tự sát luôn anh em, chết luôn rồi. Một con tự sát rồi, lên đi. Mấy quay kia hết pin rồi anh em ạ, phải quay cái này bằng gâu. Gâu thì phải đủ độ sáng nó mới sáng được anh em ạ. Gâu tối quá anh em, đây là cái kia hết bố pin rồi. Hôm qua quay đêm với kia ông kia. Hôm qua quay đêm hết bố pin rồi anh em ạ. Đây là anh em này. Để đây là anh em này, nhìn chưa. Đấy. Này, sắp có con nữa là ra tiếp rồi này. Anh em này. Hai con nào vào rồi nhá. Bay lại. Chết tiếp rồi. Ba con cùng một chỗ luôn. Đấy.
Chết thật rồi, một người qua đây mất. Để tao cầm cho gỡ đi này. Lùa ba con bay ra chết cả ba anh em ạ. Con nó lì ném bao nhiêu nó mới bay. Là cái vẫn chết. Mình ở đầu trên này con nào bay là ở trên này bay ngu ngu rồi. Ồ, bắt là sang đây hết, dính hết bên này. Đấy. Đợt này về toàn hú được thôi anh em ạ, đẹp xì hết. Đi lên dưới con thuyền rồi đi. Đây. Còn cây trên chưa lùa nữa anh em ạ. Nát gỡ xong. Con gì đây? Chích anh em ạ. Đấy, gỡ đi nhanh. Đấy, chích kìa, không phải hú nhá. Cứ tưởng hú rồi đen xì bên kia nhìn không rõ. Ừ, nhảy. Bên kia tưởng chích. À, vợ. Bên kia tưởng hú. Bên kia tưởng hú, bên sang đây đoàn chích anh em ạ. Đây này, mồng có tướng này anh em này. Mồng nó lừ này. Đấy, thấy chưa? Chích nha. Cứ tưởng hú. Đấy, kính thưa quý vị nhân dân, bây giờ là 5 giờ 5 phút đấy anh em ạ. Đấy. Cầm chích á, hú nó cắn chết này. Đấy, con hú mái. Đợt này hú mái về ít thật anh em. Về đa số toàn hú đực rồi. Năm này ấm hay sao ấy. Nó ấp ra toàn hú đực. Đấy, vừa đây soi con ở bên kia cứ tưởng con chích kia là con hú. Nên phán được 5 con, bây giờ được có 4 con hú thôi anh em ạ. Đấy, 4 con hú cả một con chích nhá. Đấy, lửa tiếng sáng ấy, còn trong đêm là mình giải quyết luôn trong đêm rồi. Và bao nhiêu là gỡ luôn trong đêm rồi, giải quyết luôn, không thì nó ra mất. Đấy. Tất cả này mình phải được gần 30 hú đấy anh em ạ. 30, gần 30 hú đấy anh em. Đây này. Về giải quyết bọn hú này xong là bắt đầu mới giải quyết cái bọn chích này, bọn gà dưới ruộng anh em. Đấy. Kiểu gì cho làm mấy em ở dưới ruộng nữa phải không? Chắc chắn luôn. Hôm qua lôi con này đi quay đêm anh em ạ. Hết bố pin, quên không để ý. Tôi không để ý đang quay hết bố pin. À, phải lại phải lấy gâu để quay. Gà mái hú đây. Ngay đây đây nhỉ. Mắt đỏ dính kìa. Đây là ngay đây này. Ở cho lưới chích đây này. Cho lưới chích có một con mắt đỏ dính. Cho con hú vào đi. Chích cái này. Đấy, để lát nữa về quay cho anh em xem cụ thể. Đấy. Lát nữa về quay cho anh em xem cụ thể nhá. Đấy, chích với cả gà các thứ này. Không phải là ít đâu anh em ạ. Đây này, nó còn rất nhiều bí mật đấy anh em ạ. Wow. Tú lại thủng à? Ừ. Ui giời ơi, chán thế nhìn này. Này đèn thế nào gặp toàn túi thủng thôi anh ạ. Xả hết bố mắt đỏ rồi. Đấy rồi.
dài sạch mắt đỏ luôn anh em ạ. Đây là túi thủng này. Này. Dài hết sạch mắt đỏ luôn, còn toàn chim to thôi. Điên. Mình mới thắt còi xuống đồng để gỡ chim cả. Tắt loa đây anh em ạ. Đây nè. Anh em nhìn thấy cơn mưa không nè. Đấy. Sáng ra lại chuẩn bị sắp mưa đây anh em ạ. Đấy, chúng gỡ nhanh để còn về đây anh em. Mưa thì chết. Đi. Cho coi mặc quần ủng, người ta không cần mặc đâu. Đi, xuống đi. Chúng gỡ đi, làm về đi. Có gì thì về cho nó bắt chim cho anh em xem tí thôi nhá. Ok, hello. Xin chào. Sáng đây anh em ơi. Đấy. Mình đen này sáng nó mới ra chơi này anh em này. Đấy. Ok là anh em này, đấy chim tôi qua đây, có lôi đây bắt cho anh em xem tí đi. Đấy. Qua lổ lổ gà anh em ạ, lổ gà với lổ hú anh em. Đây đây, bỏ đây. Chơi đá chú. Chú về luôn à? Vâng. Vâng. Chia vào đấy để không thì nó kêu lọ thì lọ lên anh em đấy, thấy chưa, gà này anh em này được ba đực ba mái mái anh em ạ. Đấy, ba đực ba mái, gà nó vẫn thuộc dạng gà lon anh em, vẫn chưa có mào mấy, vẫn chưa có mồng mấy. Đấy, ba trống ba mái anh em ạ. Lông gà đang thay lông hết rồi anh em, thay lông thay mào hết rồi, con nào con đấy đều to tướng hết, chưa được ba trống ba mái. Hôm qua phê thật anh em ạ, cứ thỉnh thoảng lại làm một gà đấy, thỉnh thoảng lại làm một gà, dậy phát làm được gà anh em ạ. Đấy, qua đánh trúng thật, sáng này ra nó bay bao nhiêu anh em ạ, sáng này ra này tầm này nó bay, thỉnh thoảng nó chuyển cánh ở ngoài đồng đấy, hôm qua nó về nhiều đấy, bay nhão nhác ngoài đồng luôn, thỉnh thoảng lại thấy một con từ dưới lúa bốc lên. Ba trống ba mái anh em ạ, con mái thì nó hơi nhỏ, còn con trống nó to rồi. Này anh em ạ, gà trống to tướng anh em ạ. Cái này phải tầm 4 nặng, hơn 4 nặng một con anh em. Anh em nhìn con gà khiếp người không này. To như thế này nó đạp lưới nó chả mất phải không anh em. Đấy. Thấy anh em bảo là lưới xin pha gà còn đạp ầm ầm ấy. Thủng mấy lỗ to. Khiếp thật. Mình thì không đánh lưới xin pha anh em ạ. Mình đánh cái loại lưới Thái bình thường thôi. Riêng lưới gà của mình là lựa dòng lưới Thái bình thường thôi. Đấy, loại thái xịn đấy. Mới bắt được gà đấy anh em. Đấy. Ba trống. Ba trống ba mái. Đấy. Bốn trích anh em ạ. Hôm nay được bốn trích nha. Có một con giống y xì như con cuốc mốc anh em ạ. Đấy. Anh em lại gọi đến hỏi thăm này anh em này. Đấy nghe hôm nay phải được 20 con mắt đỏ ấy anh em ạ. Đấy nhưng mà tu nó thủng ra mất bố mất tầm hơn chục con rồi. Đấy thế mới điên. Còn được đúng vài con mắt đỏ thôi. Đấy anh em thấy thế nào? Gà mới trích này anh em này. Thấy chưa? Đấy. Đến gà mới trích ra anh em nha. Thấy chưa? Con nào con đấy đều béo mầm hết phải không anh em? Đấy, béo như thế này cơ mà. Đấy chưa? Đấy. Đấy chưa? Gà mới xích như thế này cơ mà. Mình xem cứ không biết cái ông nào ở trên YouTube đi. Thế bảo là tháng 3 không có chim. Tháng 3 đây có phải là chim không anh em? Đấy, không biết, mình không nhớ tên cái ông đấy là cái ông nào ấy cơ. Đấy, thấy anh em cười sặc sụa lên. Bảo là tháng 3 không có chim, nghe buồn cười quá. Đấy, thế này không phải là chim mà anh em phải không? Đấy, 6 gà nhá. 4 trích anh em ạ. Đấy chưa? Cầm nặng trích, chỗ này về tầm. Này anh em nhìn này. Cầm nặng trích. Mình chỉ buồn cười cái ông anh ở trên YouTube thôi bảo tháng 3 không có chim. Đấy. Ui giời ơi, phê quá. Đấy, hôm nay mới được gà nhiều. Hôm xưa được mình được 3 con là mình đã biết là gà từ hôm đấy là về nhiều rồi. Nên mình đánh 2 tiếng gà rồi. Đấy.
Đấy, mấy con gà trống lông đen hết rồi này anh em này, thấy chưa? Lông đen hết rồi nhưng mà vẫn chưa có màu anh em ạ. Đây này, lông đen hết rồi chứ mà màu nó chưa nổi lên, nên gà nó chưa căng lửa. Loại này mới về đánh nó dễ phết đây anh em ạ. Chích đây này, gà mái này. Đấy, ba con gà mái, ba con gà sống. Đấy, nặng thật, cầm nặng thật, cầm mỏi hết cả tay anh em ạ. Đấy, cầm mỏi hết cả tay. Được tầm chỗ này được tầm chắc được 5-6 con mắt đỏ nữa anh em. Đáng nhẽ phải được tầm mười mấy con nữa, bỏ từ lưới thủng nó ra hết bố đây. Đấy, hôm nay tối phải công chiếu phát anh em ạ. Đấy, lâu không công chiếu, lâu không công chiếu rồi, hôm nay được nhiều lại phải công chiếu phát. Đấy, hú này anh em này, 30 tên đấy anh em ạ. Đấy, 30 tên hú nữa nhá, toàn hú được hết anh em ạ, thấy chưa, toàn hú được hết mà. Đấy, đợt này về toàn hú được thôi, nhưng mà chim đợt này nó hơi bé anh em ạ. À, cua mà này. Đấy. Nó có mua cua luôn không? Không mua được cua. Mua cua luôn không? Ây dồi. Cua. Chim đẹp nhỉ? Nhiều phết nhỉ chị nhỉ? Ừ. Đấy. Đấy. Ok, bây giờ mình về đây anh em ạ. Đấy. Đấy, kết quả đây anh em nha. Đấy, 3 gà trống, 3 gà mái, 4 chích anh em ạ. Đấy, mới tầm chắc gần 30 hú gì đấy anh em. Đấy, chim thường thường nó đi tầm gần sáng anh em ạ. Từ tầm 2, từ qua 12 giờ đêm bắt đầu nó đi mạnh. Đấy, gà sầm tối mới ở gần sáng là đi mạnh nhất. Đấy, trong đêm thì lác đác được một vài con thôi anh em ạ. Còn hú cũng thế, hú chỉ có 2 giờ thôi. Hú chỉ có 2 giờ, tầm 2 giờ đêm với cả tầm gần sáng là đi mạnh nhất. Sẩm tối được một vài con nó ở trong bụi cây của mình này anh em ạ. Bụi cây nó ra ấy mà. Đấy. Mình tối mình bật loa lên sớm đấy, xong là tối nhưng mà nó bay ra luôn mà. Về hôm qua về cơm ra đã được 3-4 con rồi này. Đấy. Rồi. Rồi bây giờ mình về đây anh em nhá. Đấy, thằng Còi đang thu đồ rồi này anh em này, thấy chưa? Còi đang thu đồ đấy. Rồi, ok, về đây anh em nhá. Bye bye. Chào tất cả anh em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Ok nhá. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào.